tuần quán dáng hình chúng đây. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Chẳng có lấy tuổi xuống. Nhưng mọi người gọi là đây là đấy. Có hiểu chưa?
Tiếp tục là chúng ta là mặc áo. Mặc áo xong là chúng ta là và thắt đai. Trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Nam Định. Và hôm nay con rất vui vì đã được cùng các bạn đến thăm bảo tàng Nam Định, được xem và thực hành nghi lễ chầu văn của người Việt. Và con cũng rất tự hào vì được các nghệ nhân hướng dẫn cách mặc trang phục của một số giá đồng ạ. Tôi có lời nhận xét ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu tôi là các nhân dân đang tặng hiện kiểm thủ nhân diễn binh Thiên Sơn từ tại Yên Phúc, Yên Nam Định, và sau nữa là đệ nhân dân gian Hoàng Phúc Diên thủ nhân đền Cô Bơ, xã Nam Phong, thành phố Nam Định. Là chúng tôi hôm nay rất là tự hào được về là giới thiệu cho các em học sinh trường trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Nam Định là trải nghiệm qua là nghi thức trang phục của các vị thánh thần tam tứ phủ. Tôi rất là cảm ơn là ban giám đốc bảo tàng, và tôi xin cảm ơn các thầy cô trong hiệu trưởng, hiệu phó và các thầy cô dạy các em. Và các em hôm nay về đây trải nghiệm tôi rất là vui. Tôi rất là cảm thấy rằng là nhận xét rõ là các em cũng đã hiểu rõ là cái việc thánh như thế nào nhé. Đấy, các vị thánh của nam thần khác, nữ thần khác là các em đã hiểu rõ, và các em là đã tự khắc là các em đã đấy đắm khăn áo trang phục của các vị thánh trong tam tứ phủ. Là tôi xin rất là cảm ơn các em và phát huy lên nữa. Chúng ta phải học hỏi và phát huy lên nữa. Đấy là đạo mẫu, là đạo của chúng ta, chứ không phải đạo của các nước nào nước kia. Đấy là các em phải tìm hiểu hơn lên. Xin cảm ơn. Dòng bay năm sắc dưới động đình gành thác nguy nga, một dải giang hà mênh mông, một dải giang hà ầm ầm sóng vỗ xa xa bạc đầu. Thủy tộc đi đâu đâu tìm đến, vượt vũ môn
thiện ni, thần long biến lên mặt rất lạ lùng. Ông hoàng bơ thoải chân dung y khác thường. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúc mừng thành ông mười vạn tuế đi thành công mười sáng phúc đi muôn dân con
lạnh giá nhân kỳ nhà lục ngai vàng tầm giữa mê tịt sáng na cõi phàm chân thế gian ý. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.